Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz si Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé Trịnh Sảng được cho là mới đây đã liên lạc với Trương Hằng và gặp gỡ hai con qua video call Cả mẹ và con đều khóc Trong 163 đưa tin, Trịnh Sẵn gọi cho Trương Hằng nhưng chồng cũ không nói chuyện với cô Tuy nhiên thì anh đã cho cô gặp hai đứa con, trong cuộc gọi ngắn ngủi, Trịnh Sảng nhìn thấy hai đứa trẻ, cô đã khóc và nói, mẹ xin lỗi, đúng gần hai đứa trẻ là một người nào đó đã hướng dẫn hai đứa bé, gọi mẹ đi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Trịnh Sảng và Trương Hằng nối lại liên lạc. Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Sảng gặp con. Trước đó, theo nhiều nguồn tin, khi Trương Hằng cố gắng tìm cách kết nối với vợ cũ ở Đại Lục để trao đổi về vấn đề tiền lẫn con cái, Trịnh Sảng chủ động chặn anh trên mạng xã hội. Cô và gia đình cô cũng được cho là không hỏi hạn bất cứ điều gì về hai đứa trẻ này. Sau đó không tìm được cách giải quyết chung, Trương Hằng tung hết lên mạng xã hội khiến sự việc trở thành cơn chấn động trong showbiz Trung Quốc đầu năm. Hiện tại, tính xác thực của đoạn video chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc trịnh sẵn dây dứt, ăn năn vì bỏ con cũng là điều bình thường. Và xin lỗi con chắc chắn là việc phải làm. Một số ý kiến bày tỏ nghi ngờ tính xác thực của video. Nhà trịnh sẵn tới giờ cũng không lên tiếng về thông tin này trước đó vài ngày một blogger đăng ảnh trịnh sản gầy guộc ở sân bay nói rằng cô tiểu tụy khổ sở vì scandal do thui lủi một mình về quê tuy nhiên sau đó nhiều người dùng kiểm chứng phát hiện ra bức ảnh blogger đăng ảnh là ảnh chụp trịnh sản từ nhiều năm trước trong khi đó theo một nguồn tin khác gia đình trịnh sản rất kiên định trong việc đòi tiền về rồi giải quyết vụ việc giành quyền nuôi con riêng phía trịnh sản giữ vững lập trường trương hằng phải trả họ toàn bộ số tiền đã vay nợ trong quá trình thành lập công ty trong khi đó, phía Trương Hằng muốn có sự trao đổi linh hoạt hơn để giải quyết các vấn đề, sự việc chưa thể ngã ngũ. Theo tờ Sina, Trịnh Sảng và người thân cùng luật sư đã mua vé sang Mỹ. Hai phía gồm gia đình cô và chồng cũ sẽ gặp gỡ nhau để trao đổi trước phiên xử của tòa án Mỹ vào tháng 3 liên quan tới tranh chấp tài sản và quyền nuôi hai đứa con. Hiện tại ở Mỹ, hai đứa trẻ gần 2 tuổi được Trương Hằng và mẹ đẻ anh nuôi dưỡng chăm sóc. Do rắc rối về vấn đề thủ tục xuất cảnh, hiện Trương Hằng không thể đưa con về Trung Quốc. Visa tại Mỹ hết hạn nên anh chàng đã thông qua luật sư xin gia hạn visa. Hiện tại anh đang chờ phê duyệt gia hạn visa từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Mỹ. Hai tuần sau khi scandal của Trịnh Sảng vỡ lở khiến showbiz hoa ngữ trao đảo, nhất cử nhất động liên quan tới nữ diễn viên cùng bạn trai cũ Trương Hằng vẫn nhận được sự quan tâm và chú ý của dư luận. Đang là ngôi sao đắt sâu show của showbiz, Trịnh Sảng khiến hàng loạt đài truyền hình cũng như đối tác méo mặt vì Quảng Điện thông báo chính thức phong sát nữ diễn viên toàn ngành. Theo Quy Quy đưa tin, show truyền hình ăn khách Vương Bài đối Vương Bài mới đây gây tranh cãi khi chia sẻ poster tập mới nhất của chương trình. Điều đáng nói, hình ảnh của nữ diễn viên hỏi Trịnh bị bôi mờ hoàn toàn bên các ngôi sao khác. Trên mạng xã hội, netizen sử chung gay gắt phản kháng. Tại sao không bỏ tập này đi cho rồi? Khổ thần Mã Thiên Vũ đã vướng phải danh bạn thân Trịnh Sảng nay lại phải tham gia cái show hình ảnh cô ta bị xóa lem nhem. Sao nhà đài vẫn cố gắng phát tập này vậy? Nhìn cho thôi mà tôi thấy bức mình thay. Bên cạnh đó, Sinet cũng phát hiện ra thông tin về bộ phim Người tình phỉ thúy của Trịnh Sảng và Ly Dông Súc bị rời chiếu tới tận năm 2030, tức là 9 năm nữa, nâng tổng số năm từ lúc hoàn thành phim tới lúc phát sóng lên 14 năm. Trong một diễn biến khác, blogger thạo Tin của làng giải trí cho hay có một chương trình đã liên lạc với trương hằng dự định sẽ mời anh cùng hai con tham gia một bài phỏng vấn độc quyền. tuy nhiên tình cũ của nữ diễn viên họ trịnh vẫn chưa đưa ra câu trả lời xem có nên nhận lời tham gia hay không. bình luận trên weibo cho rằng sau scandal này trương hằng là nhân vật được săn đón số một của làng giải trí. tất cả các hãng truyền thông đều mong muốn có được những bài phỏng vấn hình ảnh độc quyền về trương hằng. chính vì vậy việc anh trở thành nhân vật được săn đón là hoàn toàn dễ hiểu. Scandal của Trịnh Sàng nổ ra hôm 18 tháng 1, khi Trương Hằng, chồng cũ của cô, hai người đã có giấy đăng ký kết hôn, đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ để chăm sóc hai đứa con. Trương Hằng nói không trốn nợ mà không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện tại bị mắc kẹt do thiếu giấy tờ từ mẹ. Ngay sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng cho thấy nhà trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ. Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ Trịnh Sảng, khiến nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị mắng chửi rất thẩm tệ vì sống tàn nhẫn. Trịnh Sảng sinh năm 1991, cô nổi tiếng nhờ vai Sam Thái trong phim đầu tay cùng ngắm mưa sao băng, vườn sao băng phiên bản Trung Quốc. Sau đó cô góp mặt trong các bộ phim ngôn tình, cô kiếm kỳ đàm, vẫn cứ thích em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư hay phát ngôn và miệng, Hiện tại, đời tư bê bối khiến cô nàng bị chỉ trích dữ dội, sự nghiệp tan tành. Chúng mình là Hồ Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình giao đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!